Dovin rồi. Tới đây là phải thấy những cái casino như vậy nè. Casino nè, Parisien nè, The Dovin. Và những con đường ở đây, những cái villa ở đây, trời ơi. Quá trời luôn kìa. Trời ơi, dài dài đó. Trời ơi, đang đi ra biển mà nguyên một cái đường đi vô này, cái bông này là bông hoải hương này cả nhà. Ôi nó có đang có mấy con ong hút mật ha. Thơm, nực nồng luôn. Quá trời đẹp, nguyên một cái con đường này. Bông này không, tím hết trơn luôn. Thơm quá trời quá đất luôn. Trời ơi, mấy con ong nó đu dễ thương ha. Đây nè. Thơm quá à. Mình cũng thích cái mùi này lắm. Cái bông này lắm, nhà quá trồng cây nè. Thôi mình đi dẫn con đi ra biển cả nhà ơi. Cha con nó đi tuốt bên kia kìa. Rồi tới biển Dovin. Trời ơi quá trời mấy cây dù. Đủ màu hết trơn. Đi ra kiếm chỗ cắm liều đi con. Trời đẹp luôn. Rồi, để dở lên, cắm liều. Có cây dù nữa mà mình không xách cây dù ra ta. Nãy quên đem cây dù ra hả? Cái liều đó năm nào cũng đi nghỉ phép là đem theo. Có bỏ đồ rồi vô, vô thay đồ rồi này kia kia nào cũng được. Có cây dù ở cái liều đó có lý đó. Được. Rồi con kể dài đồ ra đi con. Ê, sử dụng áo với đó vậy đi nè. Đó, bắt đầu cha con nó cắm liều nhà mình nè. Dọn cái chỗ này, nhưng mà hồi giấc này thì hiện tại không có nắng nhiều. Nếu mà hồi nắng nhiều thì phải lên trên lấy cây dù cha. Đó. Rồi, tới biển Dovin rồi. Đây là Dovin nha cả nhà. Đồ ra thay đồ. Cho Lina tắm, dọc nước, chơi cát. Đây, bây giờ đang đi ra chỗ con mình nè. Dovin là trung tâm phim của Mỹ. Ui. Ở đây có nhiều casino. Ai thích đánh là casino thì phải tới đây. Festival phim của Mỹ. À. Nè nè. Biển Dovin nè, quá trời đẹp cả nhà ơi. Ina đang làm gì đó? Có. Tối ngày đòi ca ca sáp được không mà? Đòi dọc. Cái này không à? Dọc đó, không? Nhưng làm gì á? Đâu sợ lạnh đâu cô chú, tới đây là thay đồ để chạy gì đó. Nè, quay nè, quay đây nè. Trời ơi, cái gì không có lạnh mà mát quá. Hả? Ôi, thấy. Hả? 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 Ừ, thấy vậy à. Thấy được mà tại vì nó bị dâm không nè. Còn nó nắng lên là sẽ nắng thì quê nắng thì được. Quá à, mất quá luôn. Đi ra, chạy xe đi. Có cái vỏ con ốc nè em á. Nè, mẹ thương quý một cái vỏ con ốc nè. Nãy giờ Ina lụm được mấy vỏ rồi, lụm được mấy vỏ sờ rồi. Ina có lụm gì cho Barbie không? Nè, có nhiều lắm nè. Ina lụm được mấy cái hả? Gom lụm gì cho Barbie đi. Con đang lụm mà. Con đang lụm mà hả? Con đang rửa hả? Trời ơi, con có lạnh không? Dạ không,
Trời, dạ không mẹ, giỏi vậy ta. Nè, có nhiều cái nè, mẹ thấy đây có nữa này nè. Ờ, cảm sao Elina nói lại Elina làm má xe biển gì cho Barbie ha. Ừ. Mặt trời nó đang bị mây mù che rồi. Đang bị mây mù che cả nhà ơi. Mình nghĩ hồi nắng là sẽ nhiều người tới lắm. Nắng là sẽ nhiều người tại bãi biển đẹp quá. Đó, Elodie nó ngồi nó giữ nữa rồi. Nó ngồi nó giữ cái liều của nhà mình nữa. Bên kia người ta đang chơi quá trời luôn. Nó ra tuốt ngoài luôn. Ê đi, anh ba ra ngoài kìa. Anh ba ở ngoài kìa, thấy chưa? Ủa ngoài đó cạn hết ta? Anh ngoài đó cạn hả anh? À. À qua cái mức vàng là sâu phải không? À. Được nhiều chưa? Ê, sao đổ vỏ, sao đổ sao đổ cát vô chi vậy? Đó. Nắng lên đi, đừng hồi nữa tắm. Sóng, từng cơn sóng. Bữa nay không có gió nhiều nha cả nhà, không có gió nhiều. Đó. Không có gió nhiều. Ồ, sóng lên. Nước mát quá à. Đây có mấy người này ở đây nè để cứu trợ. Ở đây coi có ai chết đuối hay gì này kia nó chết. Anh chưa tắm hả anh? Đợi nắng chút hả? Sao vậy? Đâu lạnh đâu, hồi nắng tắm đi. Nhưng đi tới biển mà không tắm. Xách nước lên chơi gì? Chơi này hả? Mấy đồ nghề này đi biển của 2 năm về trước á. Giờ đi xong mới xách theo tiếp. Trời ơi, bà xách nước lên bà tưới. Đó, mê lắm, như nào mê. Hồi sáng thiếu nại nói muốn đi cái biển nào mà đừng có đá, có đá đau quá con không thích. Đã không? Lụm được nhiêu đó là hay đi. Gom lại hết cho em để về mình rửa sạch. Rửa sạch. Ủa cái đó lụm luôn mà con. Rồi lấy hết cho em đi để nó la đó. Công ta đi lụm nãy giờ anh ba đòi bỏ mấy đó. Rồi được, hay Lina. Ừ. Âm làm kiểu cho mẹ coi. Ôi giời ơi vậy luôn á hả? Kiểu đó hả? Ừ, kiểu đó đẹp á. Rồi kiểu khác. Rồi kiểu vậy luôn. Wow, đẹp quá. Đi nó chơi biển vui không? Vui không? Thích không? Thích hả? Thôi giờ mình đi về đi. Nè. À thôi cho nhiều hơn sang minute đó. Nó đòi xin 5 phút. Hơn 5 phút nha. Đang chủ xuống kìa. Ờ nó đang chủ xuống, lặn cá lại đi. Đó, nó đang kiếm đường chui xuống nè. Đó, con này con gì không biết luôn. Con gì anh? Không biết nữa ha. Nó đang kiếm đường chui xuống. Đó kìa, đi nãy con lặn cá lại. Cái hai con kia kìa, bị nằm ngược kìa. Để cho nó nằm ngược đi. Chứ sao được, phải để lặn cá lại. Đó, đó. Tên nó chui ra tới chừ ra. Ê kìa, nó chui lú cái đầu ra ngộ thiệt luôn. À kìa, đi nãy thấy không? Đỏ. Á, à, tự nó lặn lại được luôn. Hay không? Tự nó lật lại được luôn kìa. Rồi mất tiêu nó ha không? Nè coi nè. Cái mình móc nó lên. Ê, anh ghé cái kiếm của mẹ. Không sao, không sao. Cầm gì. Bonjour. Đó, lụm nó lên. Thấy không? Đi nó lật nó lại đi con. Không biết con nó con gì. À đây một con nè. Nè. Lụm lên. Lụm lên.
đó đó, đây là nhúc nhích nè, cái đen con nè, đây là nhúc nhích nè, đâu rồi đâu rồi, nè nó nó đây, cũng có nữa, nó đây đó. Đó con bự luôn nè, na sợ đâu có sợ đâu, đây chản luôn đó. À to đó đó nè, không biết con gì luôn. À to đem chụp hình tắm à, nhưng mà ở trong nó có càng nó đồ nó chui ra, cho đi na đi, vỏ nó lấy cái vỏ để nó bảo vệ nó sống, cho đi na đi mẹ, mẹ kiếm nó cho để không đây rồi bỏ vô cái đó đi, để mẹ kiếm nữa cho nha. Ngồi xong phải thả nó ra nha. Quý quý, chừng nào mình nghỉ chơi là mình thả nó cho nó về dưới điện biết không. Đi một cái nữa. Có không? Đâu? Nó đó, đúng rồi đó. Con đó đó. Sóng đánh lên là nó lên. Nó theo cái con sóng lên. Nè cái vỏ ốc này đẹp nè, mình lụm nha. Nè cái vỏ này đẹp nè, mình lụm đi. Lụm đi, lụm cái vỏ đó đem về. Nè nè nè, nó ăn bờ nè, nè nè nè. Thấy không? Nè, bắt bắt. Bắt bắt. Nè, cái chân mẹ. Thấy rồi, ớt rồi. Một con nữa. Đó, thấy chưa? Nó bé mùi gì? Ui. Rồi, Na giỏi, Na bắt được một con nữa luôn. Đó mẹ, mẹ bắt được, mẹ lụm được hai giỏ sò đẹp. Bỏ cho mình đem về nha. Rồi. Chạy. Chạy hả? Con thả nó về dưới biển hả? Nó không chịu. Tí từ từ nó chịu à. Đó. Ừ, nhìn nè. Đó. Chưa. Hồi nãy cái con bé kia đó. À đây nè. Đó. Nó chui vậy. Đó, nó chui vậy đó. Ơi đi nè, để lỡ. Chưa. Ôi dễ thương quá hả? Con dễ thương. Thả nó xuống đi con. Cho nó sống đi chú. Chú ba cha con nó cõng hồi đó nữa. Nina giờ nó mê. Trời hôm nay nó ui ui rồi thôi. Mặt trời nè. Ui. Nó không có nhiều nắng. Ê đi làm gì vậy? Làm được gì rồi nãy giờ? Mấy anh em nó chơi với mấy cái con đó đó, mấy con giống như con ốc vậy đó. Nó đâu rồi? Cá xê rồi hả? Là nó giấu rồi, giấu đâu rồi? Con giấu nó đâu? Giấu đâu rồi? Hết thấy rồi kìa, mẹ thấy rồi, nó nhúc nhích rồi kìa. Mẹ thấy rồi, đó, nè. Nè, nó nhúc nhích nè. Đó, thấy chưa? Đó, nó nhúc nhích rồi đó. Đó, cái càng nó lú ra kìa, thấy chưa? Thấy chưa, cái càng nó lú ra. Con này con gì ngộ ta, không biết tên luôn. Đó, cái càng nó lú ra đó. Giữ mấy cái vỏ ốc lại cho mẹ. Con chỉ để ra xoay cho đấy. Thôi, bỏ vô cái bọc kìa. Mình đem về mình dán, mình làm một cái tranh. Bức tranh với cái vỏ ốc rửa sạch phơi khô mình dán. Ai với anh ba kêu rửa để đi lên, mà vừa rửa xong rồi bả quay qua bả chơi nữa kìa ba. Ba nó đi rửa đồ nghề cho nó đó, ba đi rửa đồ cho nó. Có kìa, kêu nó rửa sạch xong rồi bây giờ nó quay lại nó chơi nữa kìa. Rửa đi con, đi ra ngoài nhúng nhúng sạch sẽ thì mình đi nè. Chơi nãy giờ đã rồi, lạnh luôn rồi đó. Ừ, chơi nãy giờ đã rồi. Coi nè, thủy triều nó xuống á, nước nó chảy xuống cái nó làm thành từng như vậy rất là đẹp á. À, thấy không? Nhìn giống ruộng bậc thang Việt Nam không? Ôi ôi, máy bay bay sát bên luôn kìa. Sát bên luôn rồi máy bay. Ina dọc đã xong rồi vậy, Ina thay đồ rồi nè cô chú ơi. Đừng có ngồi xuống giờ nha con. Thay đồ rồi giờ còn đi dạo với chị hai để lụm mấy cái kukiyas, mấy vỏ ốc, vỏ sò. Lụm lựa mấy con nào đẹp đẹp mình lụm về mình dán lại mình làm kỷ niệm. Ina thấy nó không? Rồi nó bay rồi. Rồi nó bay rồi. Thấy không? Nó bay rồi. Nè, xây lại nè. Cái này đẩy của con với anh ba chơi đây nè. Nè nhưng mà con đừng có dọc nước nữa nha.
thay đồ rồi á, giờ chỉ là đi dạo thôi chứ không có bốc nữa nha, không có bốc cát nữa đâu á. Cái lưu đi nó lạnh. Mẹ không lạnh luôn, mẹ lưu đi nó lạnh. Mát quá. Đâu lạnh đâu. Thấy nước mát không? Thấy không? Mẹ quý nước mát mà, không có lạnh đâu. Ở đây là tối ngày nghe mấy con này quét. Đẹp, đi nó thấy nó đẹp không? Rồi làm photo con này nữa đi, nó biểu phải quay con này luôn. Rồi quay nó luôn nha. Cái nè. Đó. Cái chỗ này nó nóng nha, ngộ thiệt. Nãy giờ đằng kia nó lạnh. Thì ra là ở trên đây, tại vì ở trên đó những cái hũng đó nó chảy xuống cái đường này ở đây. Nó chảy xuống biển chỗ này. Ngay chỗ cái lõm này là trên đó nó chảy xuống cái đường mòn đây luôn, như là nước nóng vậy đó. Biết nãy giờ chơi na chế đây được rồi, làm nãy giờ nhỏ chế đằng kia không à. Trời ơi, đây như nước nóng vậy luôn nè. Tôi đi. Chỗ này giống nước nóng vậy đó. Chuyện té nha, té là ướt á. Ngộ ta, cái đường này tự trên đó nó chảy xuống gì mà nóng hổi à trời. Nóng hổi luôn. Rồi vừa xuống nước biển nó khác với cái nhiệt độ của cái này liền luôn á nè. Ở đây có nhiều nè. Cái đường này là nước từ trên đó nó chảy xuống biển đó. Cái đường mòn. Đây nè. Cái đường mòn nó chảy xuống nè. Nó lội nó chụp hình cho em đó. Biển mênh mông. À, nó nói ở đây mát. Ở đây mát hả Lina? Tại nước ở đây ấm thiệt. Không hiểu tại sao mà cái đường này nó chảy xuống mà nước nóng. Ấm hỉnh luôn. Bây giờ tới phải đi chỗ khác rồi. Đi chơi chỗ khác nữa chứ đâu ở đây hoài đâu. Giờ mới phát hiện cái nguyên cái đường này nè. Trên đây. Từ trên đó nó chảy xuống. Đường này ấm hỉnh nè. Na ấy quá trời, mà giờ cũng đâu cởi đồ em ra được nữa. Mặc đồ vô rồi cởi nữa mất. Không hiểu sao ở dưới phía dưới thì nhiệt độ trên đây nó khác liền. À hay là chắc nó nằm trên đây rồi, mặt trời nó ấy xuống không? Cái này người ta làm thành cái mặt cái hình người ta nè. Người ta làm chứ không phải mình làm nha. Nam mô Di Đà Phật. Giống không? Elina nó nói Nam mô Di Đà Phật. Mô Ma Di Đà Phật kia na mắc cười quá. Một cái statue huy hay không? Có làm hay không? Những cái dù đó nó cho thuê á. Ai thuê thì bắt đầu mở lên. Được hai người ha, nằm có hai cái ghế dài dài tuốt đằng kia luôn, quá trời đẹp, nhìn đẹp lắm. Đó, nhưng mà là phải thuê. Ở đây cũng vậy nè, thuê bắt đầu mở lên. Thì có ghế thì bắt đầu có cái dù của mình. Ai mà thuê rồi là nó người ta mở lên người ta nằm. Thích cái đó hả? Ừ thích đó, đứng đó đi. Rồi, mẹ chụp hình xong rồi. Đó, mấy cái dù nhiều màu nó cặm xéo xéo nhìn rất là đẹp luôn. Thích không? Nhìn đẹp lắm, mà cái này phải mở lên hết mới đẹp nữa nè. Ai mà mướn thì mới mở ra, đang còn trống quá trời nhiều luôn. Đây nè. Ở đây là những cái tên nè. Tài tử luôn nè. Tài tử diễn viên nổi tiếng của Mỹ đó. Đó. Mỗi một cái cửa như vậy nè. Một tên. Đó. Dài tuốt ở đằng kia luôn. Xa thì có đằng kia luôn đó. Nè. Đó, toàn là tên của diễn viên nổi tiếng không. Cái này đi đâu vậy ta? Nó mang giày vô rồi hả con? Ừ. Ở đây bắt buộc đeo mask. ABC Elizabeth Taylor hả? Không. Không. Ôi còn dài lắm, cả nhà ở tuốt đằng kia luôn. Mình không có đi hết đâu nha. Đó.